Ok anh em nhé, tiếp tục con số 5. Chắc là chưa đầy đến 15 phút à, tắt lại liên tục có lẽ là như thế. Và đây là con số 5, chưa đầy 15 phút à, em đã phải dùng đến 5 like rồi. Tắt đi phải bật lại và bây giờ máy còn 4%. Chưa vào ăn cơm được anh em, chưa cho vào ăn cơm à, và bên này thì liên tục là các pha lên vậy. Có lẽ là cá đang quần tổ mà toàn muốn ăn miệng. Anh em nhé. À, đây là hồ game 1, khả năng là vui nhộn hơn. À, hồ game 1 rất là ok đấy, bên kia anh em đang gỡ cá rồi. À, tiếp tục em like trước cái like này là 4 like rồi. Mắc vọng bắt đầu rồi. Bên này có 8 anh em thôi mà đang làm mưa làm gió ở bên này. Hồ game 1. À, 5 con em like chắc chỉ được 15 phút thôi. Ok, tranh thủ di chuyển dịch sang bên kia, anh em đang gỡ kia là con cá chép, con số 5 rồi. Con số 5 bị lặn là con số 5 em like một lúc thôi, tầm 15 phút từ nãy giờ. Đấy là hôm nay thời tiết tương đối đẹp thì lượng cá lên tương đối đều thôi. 5 con trong vòng có nãy giờ thôi, 15 phút. Mình ăn con đầu tiên này. Cho em nhìn vẫn ui con này thừa 3 cân anh em nhá. Thừa 3 cân ở hồ game 1. Chắc chắn luôn. Đó. Ok. Chép. Đây đúng giờ đẹp rồi. 5 con mà vừa hôm nay đấy giờ đấy con chằm đen đầu tiên ở kia là like đầu tiên. Sang đây 5 con liên tục. Tốc độ này là so 15 phút này đúng hôm nhiều hơn hôm khai trương ở đây. Hôm khai trương thì trong vòng 1 phút phát lên 2 con. Xong tốc độ giảm. Hôm nay đi lại khác rồi. Đúng không? Đấy nhỉ, tất cả các bờ đây là bờ giữa game 1 game 2 này. Thảo nguyên đều là bê tông hóa. Bê tông cứng hết. Anh em nhìn thấy bê tông cứng sao trải mỗi ô anh em là cái tấm cỏ đó, để sẽ đảm bảo cho anh em. Và bây giờ là 5 con ở trong có độ khoảng 15 phút thôi. Con đầu tiên là chấm đen, xong đến chép, xong đến hai con rô và đây là con chép. Con chép này được khoảng 3 cân. Em đang đứng giữa bờ của game 1 và game 2 này. Đây là toàn bộ khu game 1. Game 1 thì có 862m2 thôi. Đấy, và hôm khai trương thì thả 7 tạ 75 cân. Và em đã bổ sung một mẻ nữa của cá rô trong tuần vừa rồi. Và tuần vừa rồi đã bồi là 1 tấn 483 cân, tức thiếu 17 cân nữa là được 1 tấn rưỡi. Đây là hồ game 2. Game 2 thì hôm nay mới lên được có 2 chấm đen. Thì giờ là chuyên về chấm đen rồi. Giờ thì Thảo Nguyên không bổ sung thêm chấm cỏ chứ các thứ khác nữa. Gần như là chủ yếu xuống đen thôi. Còn ngoài cùng bên kia thì là game 3 anh em nhé. Ngoài cùng bên kia thì là game 3. Đó. Game 3 thì hôm nay chỉ là lên rô và chép thôi. Như vậy có thể thấy hôm nay lên rất nhiều rô trong buổi tối. Theo đồng hồ của em bây giờ là 8 rưỡi rồi. Như vậy chúng ta có thể thấy là nhiều ý kiến là buổi tối thì rô không ăn. Nhưng có lẽ là nó cũng chưa chuẩn xác lắm đúng không ạ? Đây hiện tại như bây giờ thì tất cả hồ này giới hạn tổng 12 mét quay đầu này. Anh Nghĩa đang đánh cần bao nhiêu đấy? 54. Ở đây gần như hình như các anh này đều đánh 54 hết đúng không? 45, 54 nói chung là thoải mái. Đấy, tổng là 12 mét quay đầu nếu anh em đánh phải tầm 63 thì anh em sẽ đánh trục ngắn hơn một tí. Còn không thì 54, 45 thoải mái. Ở đây xung quanh... À hôm nay là trời mưa, xung quanh đây là vẫn còn ít đất như này đấy. Nên là nước nó xuống nó đục màu đất anh em. Còn nước của Thảo Nguyên thì thay ra vào thường xuyên. Nên là gần như không bao giờ có hiện tượng kiểu váng xanh bẩn, gần như không có như thế. Đấy, đảm bảo. Nên là việc thay nước thường xuyên ở Thảo Nguyên thì nó là một đặc sản. Thế rất nhiều anh em lại có cả những bình luận nói là Thảo Nguyên bài vở với anh em việc bơm nước. Đấy, mình nói thẳng với anh em luôn. Nếu bài vở thì ở Thảo Nguyên này 20.000 một giờ anh em không thích lúc nào thì anh em có thể di chuyển luôn đúng không? Thấy cả mấy hôm nay cá không ăn phát anh em có thể về, hoặc là thấy bất ổn hoặc thấy cái phong cách anh em chơi mà hôm nay nó không được đạt lắm thì anh em có thể về bất cứ lúc nào. Như vậy thì đều có thể khẳng định là anh em rất chủ động chứ không phải là việc của hồ. Hồ việc bơm nước thường xuyên, có ngày bơm từ sáng đến tối mà anh em vẫn đánh bình thường chả vấn đề gì cả. Mà việc bơm nước ở Thảo Nguyên thì nó là diễn ra thường xuyên, nó không phải là một tuần bơm một lần, gần như là 2-3 ngày hoặc tùy thời tiết, đặc biệt là các thời tiết nắng nóng. Anh em lượng thả cá nhiều đây và Thảo Nguyên bơm nước rất nhiều, dùng các cái con công suất lớn bơm vào một góc thì cá nó vẫn đi ăn. Ở các điểm khác nó bình thường, không có vấn đề gì cả. Cảm giác anh em câu sướng phê như câu ở suối thôi. Đấy, mà đặc biệt là nó là cái điểm rất đặc biệt của Thảo Nguyên rồi, hệ thống tràn của Thảo Nguyên.
giữa từ hồ 1, từ hồ trên cao xuống hồ dưới, xong rồi nó tràn đi nữa. Đó, nên anh em ngồi nó vẫn cứ tràn qua bờ của anh em kiểu kiểu dạng như này này, bờ tràn rất bình thường. Đấy, những cái ngày nắng nóng anh em vẫn giữ đặt chân ở đấy, nước nó tràn qua, cảm giác nó phê cực luôn, cá vẫn ăn bình thường, không vấn đề gì. Hiện ở các like thì dám tăng cường giải thích hơn một số những comment, hoặc đặc biệt em nghĩ là chắc nhiều anh em chưa đến Thảo Nguyên, hoặc đến một hai lần, hoặc là chưa cảm thụ hết, chưa hiểu là vấn đề như nào, đúng không? Đấy. Nên là 20.000 một giờ, giá không thay đổi. Anh em câu 1 tiếng thì 20.000, mà 10 tiếng thì 200. Như vậy thì thấy anh em thấy là nó bất, gọi là nó không hợp lý ở bất cứ cái thời điểm nào, anh em có thể về bình thường, đúng không? Không có vấn đề gì cả. Thế và từ khi hoạt động đến nay thì đối Thảo Nguyên thì gần 3 năm rồi. Thảo Nguyên chưa dừng một giây phút nào cả. Đấy, có chăng là dừng hồ này để hoạt động hút bùn nước thứ thì hồ bên cạnh nó vẫn hoạt động. Tóm lại là tiếp anh em 24/7 và không dừng giây phút nào, cũng không từ chối bất cứ khoảng thời gian nào đối với tất cả anh em. Thế nên là rất là khách quan đối với việc cá. Đó. Ok anh em nhé, có lẽ là live này em xin kết thúc sớm hơn rồi. Hẹn anh em ở các pha tiếp theo. Tạm thời đến bây giờ là chắc là hơn 20 phút rồi, em đã báo 5 con. Bên kia cười rất vui, khoái trí. Ok, xin chào các anh.